Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định không khí lạnh sẽ diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5 tại miền Bắc, là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong khoảng 40 năm qua. Theo đó, đợt không khí lạnh sắp tới sẽ diễn ra từ 13 cho đến ngày 15 tháng 5, có thể gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ lên tới cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi khả năng xuống dưới 16 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Hà Nội được dự báo thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ C. Theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm Láng, Hà Nội vào ngày 4 tháng 5 năm 1981, nhiệt độ trung bình ngày ghi nhận 19,6 độ C và ngày 5 tháng 5 năm 1994 là 19,8 độ C. Ngoài nhiệt độ giảm sâu còn kèm theo mưa to đến rất to từ ngày 13 tháng 5, đặc biệt ở vùng núi Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra đa thiên tai, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, sạt lở, lũ lụt ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong vòng 2 ngày, 12 và 13 tháng 5 năm 2022 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 1 cho đến 17 tháng 5 năm 2022. Thông cáo báo chí đăng trên trang web của Ban Thư ký ASEAN cho biết đây là hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ hai kể từ năm 2016, nhưng là hội nghị đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ kể từ năm 2017. Giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm đạt 486,2 đô la Mỹ một tấn, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy 4 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt 2,05 triệu tấn và 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là nguồn cung hàng dồi dào nên giá gạo xuất khẩu giảm mạnh. Bình quân 3 tháng đầu năm nay, giá gạo đạt 486,2 đô la Mỹ một tấn, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường thế giới, giá gạo cũng đồng loạt giảm, trong đó gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan là 410 cho đến 412 đô la Mỹ một tấn, giảm 5 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm với 42,6% thị phần. Thưa quý vị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh là anh em ruột trong một gia đình tử vong thương tâm. 3 anh em chết đuối học lớp 3, lớp 4 và lớp 5 cùng là học sinh trường tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Hu, huyện Cư Cun. Theo báo cáo của nhà trường, chiều ngày 7 tháng 5, 3 anh em đi câu cá tại ao nhà của một hộ dân, cách nhà khoảng 500m. Sau khi không thấy các con về thì gia đình đã đi tìm và đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì phát hiện cả 3 em tử vong dưới ao. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc. Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô đã đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình và tổ chức vận động ủng hộ để lo hậu sự cho các em. Từ cuối tháng 3 năm 2022 cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra ít nhất 9 vụ đuối nước khiến 20 em học sinh tử vong. Tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính quyền Mỹ mới đây cam kết sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá lên đến 136 triệu đô la Mỹ, bao gồm các loại vũ khí quân sự tối tân nhất. Washington Post dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm các tên lửa thế hệ mới có thể phóng từ trực thăng cùng máy bay không người lái Switchblade có khả năng tấn công xe bọc thép. Lô vũ khí này sẽ được mua từ các công ty Mỹ, khác so với các vũ khí đã cung cấp cho Ukraine trước đó. Trước đó, Nhà Trắng cũng ra tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp một gói viện trợ quân sự trị giá 150 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm 25.000 quả đạn pháo, radar và các thiết bị tác chiến điện tử từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang kêu gọi Quốc hội nước này sớm thông qua việc phân bổ 33 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Cuba dẫn lời quan chức chữ thập đỏ xác nhận rằng ít nhất 32 người đã tử vong và 19 người vẫn còn mất tích sau vụ nổ khí gas tại khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana. Theo văn phòng chủ tịch nước Cuba, rò rỉ khí gas được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Theo dữ liệu sơ bộ, các nạn nhân tử vong bao gồm một trẻ em và một thai phụ. Văn phòng chủ tịch nước Cuba cho biết 64 người đã được nhập viện để điều trị vết thương. Truyền hình nhà nước Cuba đưa tin có khả năng vẫn còn người còn sống sót trong tầng hầm của khách sạn bị phá hủy trong vụ nổ này. Trước đó, các nhân chứng mô tả vụ nổ lớn ở trung tâm La Habana đã phá hủy cả các xe buýt và ô tô bên ngoài khách sạn.
Giới chức vùng Siberia của Nga ngày 7 tháng 5 thông báo đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy sau khi nhiều đám cháy rừng bùng phát ở phía tây nam khu vực này. Hàng trăm lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa vốn hiếm khi xảy ra ở khu vực này trong tháng 5. Cháy rừng càng bùng phát mạnh do không có mưa và gió lớn. Trên trang Telegram, cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết các đám cháy bùng phát ở vùng Krasnoyarsk và lan rộng ra hơn 16 khu vực, gây ảnh hưởng đến khoảng 200 ngôi nhà, một số sườn cưa và một sân chơi cho trẻ em. Những năm gần đây, cháy rừng tại Siberia xảy ra với tần suất thường xuyên hơn trước. Các chuyên gia khí tượng Nga nhận định rằng biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào trong ngày 7 tháng 5 tại nước này, đánh dấu việc là lần đầu tiên Campuchia ghi nhận tín hiệu tích cực như vậy kể từ khi làn sóng dịch thứ 3 lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát vào tháng 2 năm ngoái. Thủ tướng Hun Sen nhận định thành công lớn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 là nhờ tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao, đồng thời hối thúc những người đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường. Campuchia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 2 năm 2021. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến nay gần 15 triệu người tại nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, chiếm 93,7% dân số. 14,22 triệu người tương đương với 89% dân số đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản. Nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao, quốc gia Đông Nam Á này đã nối lại tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội, đồng thời mở cửa biên giới, cho phép tất cả các du khách đã tiêm đầy đủ các mũi cơ bản nhập cảnh mà không phải cách ly kể từ tháng 11 năm 2021. Hàn Quốc ngày 8 tháng 5 báo cáo số lượng ca mới mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua đã tăng trở lại mức 40.000 ca sau khi chính quyền của nước này dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước đó, kể từ giữa tháng 4 vừa qua, Hàn Quốc đã dỡ bỏ gần như tất cả các quy tắc về giãn cách xã hội, là một bước quan trọng nhằm trở lại trạng thái bình thường mới như trước đại dịch. Kể từ tuần trước, chính phủ nước này cũng đã quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời sau hơn 18 tháng thực hiện, ngoại trừ trong các cuộc họp lớn từ 50 người trở lên. Các cơ quan y tế hy vọng số ca mắc hàng ngày có thể giảm xuống 10.000 trong những tuần tới. Mặc dù vậy, chính phủ vẫn cảnh báo về khả năng nhiễm các ca mắc sẽ gia tăng đột biến sau khi người dân tăng cường các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ kéo dài, bao gồm cả ngày trẻ em 28 tháng 4. Tổ chức đấu giá Sotheby's New York mới đây đã công bố các hạng mục tác phẩm được đấu giá trong chuỗi đấu giá tháng 5 năm 2022 của mình. Trong đó có tác phẩm của họa sĩ Picasso được ước tính sẽ thu về hơn 60 triệu đô la Mỹ. Chuỗi đấu giá sẽ công bố gần 800 tác phẩm với 6 phiên đấu giá khác nhau. Phiên đấu giá đầu tiên sẽ trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng thế kỷ 19 và 20, bao gồm cả chân dung Marit Therese Walter năm 1932 của họa sĩ Pablo Picasso. Chúng tôi ước tính bức tranh này của Picasso sẽ bán được hơn 60 triệu đô la. Một bức tranh khác năm 1932 của Picasso với quy mô tương đương đã được bán với giá hơn 100 triệu đô la cách đây không lâu. Chúng tôi cảm thấy rằng bức tranh lần này có giá trị nghệ thuật cao hơn nhiều. Các điểm nổi bật khác của đợt đấu giá này bao gồm một bức chân dung tự họa của Andy Warhol, một trong những tác phẩm cuối cùng của ông, ước tính thu về khoảng 15 đến 20 triệu đô la. Một tác phẩm chưa từng được công bố trước đây từ năm 1960 của Mark Rothko, ước tính 35 đến 50 triệu đô la, cùng nhiều tác phẩm giá trị khác.